Trời ơi, cứu tôi, trời ơi. Hà mã trưởng thành luôn là những đồ vật thiện chiến. Bộ hàm cực khỏe, nó dễ dàng ngoạm nắt đầu bất kỳ mãnh thú nào. Nếu xui xẻo lọt vào lãnh địa của nó là ở dưới nước, đừng nói là vua đồng cỏ, tức sư tử, ngay cả cá sấu to lớn cũng phải bỏ mạng. No. Tuy nhiên với hà mã non thì mọi chuyện lại khác xa. Hà mã non yếu ớt, mỏng manh như những cọng cỏ, nó rất dễ bị tổn thương. Ngay chính những con hà mã đực trưởng thành trong đàn cũng dễ dàng đoạt mạng hà mã non bất cứ lúc nào. Chúng làm vậy là để sớm giao phối trở lại với hà mã mẹ. Hả? Bên cạnh đó, hà mã non luôn nằm trong tầm ngắm của tất cả thú săn mồi như sư tử, linh cẩu và đặc biệt là cá sấu. Oh my god! Do đó, mạng sống của hà mã non phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ nó. Để bảo vệ đứa con mới chào đời khỏi hà mã đực, bà mẹ này đã dẫn con mình đến một vùng nước mới. Nhưng ở đây có nguy hiểm. Là nhà của một đàn cá sấu. Hà mã mẹ biết rõ mối nguy hại này. Nó giữ con non sát bên cạnh mình. Bởi hà mã là loài sống dưới nước, nhưng chúng không biết bơi. Hà mã lặn sâu xuống dưới đáy, dùng chân đạp vào mặt đất bùn, tạo lực nảy lên lại phía trên để hít thở. Cho nên nếu nguy hiểm dồn tới, hà mã con không thể chạy thoát đi đâu được. Cách duy nhất là hà mã mẹ sẽ luôn theo sát con mình. Cơ thể to vạm vỡ của nó như tấm bia sắt thép để bảo vệ con non. Nhưng cá sấu không phải là mối bận tâm duy nhất của hà mã mẹ. Một con sư tử đang tìm mồi, hà mã non là mục tiêu hoàn hảo. Con đực trẻ này tiến thẳng đến mẹ con chúng. Nhưng có thứ gì đó khiến sư tử dừng lại. Dòng sông này thuộc về kẻ săn mồi khác. Sự do dự của nó giúp hà mã mẹ có thời gian che chở cho con. Nhưng sư tử đã bất chấp bước xuống nước. Trong lúc tập trung tìm hà mã nhỏ, sư tử phải đối đầu với một bà mẹ bảo vệ con quyết liệt. Hà mã mẹ giấu con ở phía sau, đầu nó hướng thẳng về kẻ địch. Một thái độ rất kiên định và cực kỳ hung dữ. Tất cả tạo thành đòn phản công đầy uy lực, giết con sư tử chạy bán mạng. Việc đi săn dưới nước luôn là bất lợi lớn với sư tử, bởi có độ trơn trượt rất dễ làm sư tử bị dính chấn thương. Sau khi đuổi con sư tử đi, bà mẹ đua con liền nhanh chóng quay đầu về lại. Hà mã mẹ dũng cảm cứu sống được con non. Wow. Bốn chiếc tay hai mẹ con không ngừng vai vẫy vui mừng. Đứa nhỏ này chưa bao tuổi mà đầy suy nghĩ khôn ngoan. Nó rất lo lắng khi mẹ tấn công thú dữ và ngập tràn hạnh phúc khi thấy mẹ vẫn bình an.